Nào, quay lại xem nào, dù sắt úp mặt vào tường đi kia. Con chả ba thế này thôi. Con không quay ra đâu. Quay ra đây xem nào. Nào, nhanh, quay đi. Tao đón ba có quà này nhìn. Ba có quà đấy. Nào, 1, 2, 3, quay nào. Ba ơi. Chú ơi, chú, ba bị làm sao kìa. Nhìn em cứ thế nào ấy. Lấy gương nhìn đánh của chị thế nào ấy hả? Ôi, mẹ mới mua thỏi son này màu đẹp thế. Cả bao nhiêu là mỹ phẩm luôn này. Mẹ thường làm thế nào nhỉ? Mẹ làm thế này. Chị xem đi. Ăn cho đậu đồ của mẹ. Nhưng mà mẹ không có nhà mà. Cái này thì bảo đi chơi mẹ cũng đánh cho mình mà. Hôm nay mẹ không có nhà. Hay là hai chị mình tự trang điểm với nhau không? Đi chơi với đánh thôi. Nhưng mà ở nhà chẳng có trò gì chơi cả. Mang cái này ra hai đứa mình đánh cho nhau. Chơi một tí nữa. Mình đánh xong á, mình sẽ rửa đi. Lúc có bố mẹ về mình đã rửa sạch rồi. Không làm sao đâu. Mẹ không mắng nổi được không? Ừ, chị sẽ đánh cho em đánh cho chị. Được không? Không. Đánh phấn. Đây, mẹ chị thấy là mẹ đánh nọ này trước. Mẹ đánh nọ này trước nhỉ? Hay là mẹ đánh cái này trước nhỉ? Đánh cái này trước à? Không có cái gì ở trong nữa này. Cái này để làm gì? Cái này để múc kem. Xèo ăn à? Không. Tại em ý, mẹ đánh thì không chịu khó nhìn mà xem mẹ đánh cái gì. Bỏ cái nắp này ra đúng không? Xong múc cái này à? Quẹt lên mặt à? Bây giờ nhá. Đây, để chị quẹt lên mặt em quẹt mặt chị nhá. Đánh à. Thế này à? Sao mẹ làm gì nữa nhở? Thế là xoa. Mẹ làm xoa nữa à? Rồi em đánh cho chị đi. Xoa đấy không mà. Xoa chứ không phải tát à? Sao chị thấy mẹ tát mà. Đây cái khác. Cái khác à? Em đánh cho chị đi. À hai cho mình cùng đánh nha. Em cứ mở mắt ra đi. Em mở mắt em mới đánh cho chị chứ. Xinh không? Thế này à? Wow. Đẹp đấy. Xong bây giờ làm gì nữa? À đúng rồi, bây giờ săn nuôi. Vô, chị thấy mẹ cứ vô này mà. Không, mẹ còn vô cái gì nữa cơ. À đây, cái này, đúng rồi. Cái đấy mới là vô vỗ. À cái này là vô vỗ hả? À, cái này là vỗ, ai mà biết được vỗ này á? Ôi, mẹ vỗ như này đâu nhở? Mẹ vỗ nào á? Vỗ nhẹ mà. Nhẹ, đây, giờ em vỗ cho chị đi. Vỗ cho chị đi. Em phải vỗ xinh nữa nhá, bởi vì em xinh rồi, chị xấu, em phải vỗ cho chị xinh mà. Bên này nữa, sao cứ đánh một bên nhỉ? Trời ơi, em đang đi nâu bảng đấy hả? Người đánh phấn kiểu gì mà cứ quẹt nè. Sao nhanh thế? Ủa kinh, ủa đấy, sao em kéo của em đẹp với của chị đẹp không? Đâu xem nào. Sao nó chả có cái gì vậy? Nó phải trắng chứ, đây cái đánh trắng mà. Đánh trắng hả? Thế, nhưng mà chị còn thấy mẹ đánh cái gì tròn tròn nữa cơ. À cái này vừa đánh môi vừa đánh má. Để em đánh cho chị chứ. Ừ, em đánh cho chị trước, em vẽ hai cái quả tròn tròn giống mẹ má mình à. Em chỉ thấy mẹ cũng hay có hai quả tròn tròn mà. Đánh hai quả tròn tròn đấy. Phải đánh thật tròn mà, em xoay tròn một cái. Đúng rồi. Rồi, bên này tròn tròn mà. Rồi, xoa lên má. Rồi, rực rỡ chưa? Giờ thì xoa, cho nó ra hồng. Thôi, để thế đẹp hơn, chị thấy mẹ này, đến lượt em. Nó phải tròn này đúng không? Ồ đúng rồi đấy. Chị thấy mẹ cũng làm thế luôn. Sao nó giống chua hè vậy trời? Xoa cho nó hồng lên chứ. Không, nếu mà xoa hồng ra là nó hồng hết cả mặt đấy. Hình như để tròn như này thôi. Không phải. Thế á? Thôi cứ từ đã, đánh môi. Chị đánh môi. Xinh không? Xinh. Xinh à?
được chưa? Kìa, xinh không? Ôi, em xinh lắm ấy. Cô giấu cái gì sai sai ấy rồi. Chị đánh cho em nữa. Chung chim, chung chim. Chung chim à? Đúng rồi, mẹ hay đánh như này lắm. Mẹ bảo là đánh nó phải trên môi một tí thì nó mới môi nó mới mọng giống Angelina cái gì ni đúng không? Đấy đúng rồi. Ôi em xinh lắm ấy. Được chưa nhở? Đến cái gì nhỉ? Đến cái gì nữa nhở? Nước hoa, nước hoa, nước hoa. Đúng rồi, chị cho phải có nước hoa. Nước hoa. Nước hoa, mẹ bảo phải xin vào chỗ này này. Phải xin vào chỗ này. Ôi, rất cần, xong rồi xoa xoa này. Thế này. Đấy, để chị xin cho em. Cô thấy có cái gì không đúng không nhỉ? Cô xinh không? Hết chưa nhỉ? Em nhìn thấy mẹ làm thế hết chưa? Ôi chị ơi, lông mày của chị không có mặt đẹp để em vẽ. Nhưng mà cái này vẽ không mày á? Vẽ đẹp thế. Thế được à? Có đúng không? Được không, được không? Đẹp. Đẹp à? Ô cái lọ này thần kỳ nhở. Cái lọ này dùng được tất cả. Cả môi, cả má, cả lông mày á. Ô cái này là chuốt. Ôi em ơi nhầm rồi. Không phải đâu, cái này là chuốt mascara. Đừng nhắm mắt vào. Đừng nhắm, nhắm thế làm gì còn lông mày. Thôi đây này, nó phải chuốt này. Em chả biết gì. Tí nữa em chuốt cho chị nhá. Đây, cái này là để chuốt cái này. Mở ra xem nào, xem nào. Ui, lung linh luôn. Thôi, tôi chuốt xem. Cho chị nắng nào. Xem. Xinh. Xinh. Thì em, bây giờ em chuốt lông mày cho chị. Lông mày chị dài không? Mất rau. Được không? Mẹ. À, được được, thì chị vẽ một dưới Ấn Độ cho em. Wow. Sao nhìn em nó rực rỡ thế nào ấy. Sao xù ơi xù, hình như không giống mẹ đánh đâu ấy. Mẹ đánh nó cứ thế nào ấy. Sao mình đánh nó xù ơi, ta về rồi. Hai chị em đang làm gì đấy? Đang ăn chứ. Đang làm gì đấy? Con chào ba. Chào ba. Ba về rồi, giờ không ra đón ma nào. Nào, về đây thế nào? Ủi, sắt úp mặt vào tường đi kia. Con chào ba thế này thôi. Con không quay ra đâu. Quay ra đây thế nào? Nào, nhanh, quay đi. Tới đón ba, ba có quà này nhé. Ba có quà đấy. Nào, 1, 2, 3, quay ra. Ba ơi. Chú ơi, chú. Ba bị làm sao kìa. Ba, nhìn em cứ thế nào ấy. Lấy gương ấy. Đánh với chị thế nào ấy hả? Ba ngất rồi. Đi ra ngoài ba giải nhanh nha. Ba ơi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.